xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trịnh Gia. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip liên quan đến đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta tại Asian Cup 29. Thì sắp tới đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ đá vòng tứ kết với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 24 tháng 1. Chúng ta cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển chúng ta nào. Và trên tay mình đây là hai cái biểu tượng của hai đội, đó là đội Nhật Bản và bên này là đội Việt Nam của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán kết quả trận đấu xem thử đội nào thắng. Và ngay bây giờ mình sẽ đến với một vận động viên. Đấy, một vận động viên rất là chuyên nghiệp. Mình, đây là con bé của mình. Bé. Các bạn thấy, đây là con bé của mình. Bé này đặt tên là Jerry. Ok. Đấy, mấy ngày hôm nay là từ đầu mùa đến giờ bây giờ là nó ăn chung mặc sướng. Đấy. Ăn chung mặc sướng và rất là mập mạp, đủ sức khỏe để dự đoán được cái kết quả trận đấu của chính xác hay không nha các bạn. Ok, và đây là vạch xuất phát các bạn. Đấy, tới kia đấy. Một bên sẽ là Việt Nam và một bên là Nhật Bản. Đấy, để gần vô trong cái phạm vi xuất phát này. Đấy. Rồi, đấy, con bé này ăn rất to, rất khỏe, không biết là chạy bên nào đấy. Mỗi lựa chọn sai lầm đều có thể trả giá bằng cả mạng sống của mình. Ok. Dù cho kết quả cái đoạn clip dự đoán vừa rồi nó như thế nào đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là clip vui hài hước thôi nha các bạn. Thì các bạn thấy thích thú thì hãy nhấn like, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Còn mình vẫn ủng hộ, vẫn cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch.